Dòng sông ly biệt, chương 11. Người đọc Quỳnh Phương. Lan đang đứng nép một bên nhà, thấy tôi tới, cô ta nói ngay: Cô vào nhanh đi, ông chủ sắp giết người rồi kìa. Như Bình ngồi quỵ chân trên ghế. Tôi biết là trong nhà này bây giờ không còn ai để tra giết, nên cũng hơi yên tâm. Bước vào trong, quang cảnh trước mặt thật khủng khiếp. Cha tay cầm dao, hãy còn mặc áo ngủ, đang gào thét trước cửa phòng dì Tuyết. Thái độ của ông trông thật dễ sợ. Tôi đứng xa xa không dám đến gần. Cha gần như đến trạng thái điên loạn, những vết dao chém hãy còn trên vách tường. Tiếng ông chửi điếc tai: Tuyết, mày là con điếm, mày mà trở về đây tao sẽ chém nát thây mày, cả thằng con ngoại tình của mày nữa, tao sẽ giết chúng mày. Bay đâu? Tiếng gọi bay đâu của cha có lẽ là một thói quen còn lại của thời còn tung hoành ngang dọc. Tôi đứng yên nhìn cha đang như điên như khùng, vung dao trên khoảng không mà lòng tê tái. Như Bình bước tới cạnh tôi gọi: Cha. Cha không nghe thấy, người vẫn tiếp tục la hét. Tôi gọi to hơn: Cha. Lần này có lẽ cha đã nghe thấy. Người ngưng múa dao, quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt mở, mặt ngơ ngác. Tôi hơi khiếp sợ. Đứng yên một lúc, tôi mới lên tiếng hỏi: Cha, cha làm gì vậy? Mắt cha trợn tròn, đôi mày người xuôi xuống, vẻ mệt mỏi hiện lên mặt. Y Bình, con đấy à? Tôi lặp lại: Cha làm gì thế? Dì Tuyết con trốn rồi, cha chậm rãi nói. Người đưa tay vuốt lên mặt, cử chỉ tuyệt vọng. Nó dẫn theo cả thằng Kiệt. Tôi khờ khạo nói: Ta có thể tìm họ trở về được mà. Cha lắc đầu: Tìm họ à? Không dễ gì. Nó trốn có kế hoạch hẳn hoi, làm sao tìm cho ra. Đưa lưỡi dao lên ngắm nghía một lúc, cha tiếp: Nếu lần này bắt được nó trở về, tao sẽ bầm nát thây nó. Tôi nuốt ực nước bọt thăm dò: Cha đưa dao cho cô Lan đi, dì Tuyết đâu có ở đây đâu mà cần đến nó. Cha nhìn tôi, rồi nhìn lưỡi dao, sau đó đưa dao cho cô Lan. Người có vẻ bình tĩnh trở lại, nhưng tôi biết bên trong cái bình tĩnh đó chứa đựng một nỗi uất hận vô biên. Y Bình, dì Tuyết con độc thật, nó đã cuốm hết tiền của cha, bỏ trốn đi rồi. Tôi giật mình. Cha nói sao? Có kẻ giúp nó mở tủ sắt của cha, cứa đứt hết những thanh sắt cản, trộm nữ trang, tiền bạc, gì cũng không còn. Cha đẩy cửa phòng dì Tuyết. Tôi nhìn vào, bên trong thật hỗn độn. Tất cả vali đều bị mở tung, hộc tủ bỏ ngỏ. Chắc chắn là có tên ngụy nhúng tay vào đây mới có cảnh trộm quy mô thế này. Nhưng ai là người báo cho hắn biết chuyện dì Tuyết bị giam? Hảo chăng? Nhất định không, vì Hảo không hề biết mặt tình nhân của dì Tuyết. Nếu biết chăng nữa, chắc chắn hắn cũng không dám hành động như vậy. Tôi theo cha đi về phòng riêng của cha. Gian phòng vẫn sắp xếp như cũ, chỉ có cái hộc tủ là bị mở toang. Nhìn về phía tủ sắt, tôi không biết nên khóc hay cười. Mới ngày qua, cha còn chỉ cho tôi biết tất cả tiền của trong ấy sẽ thuộc về tôi. Thế mà bây giờ chỉ còn là tủ sắt trống không. Những đồng tiền cướp đoạt của người bây giờ bị người đoạt lại. Đúng là luật bù trừ, nhân quả báo ứng. Tôi bước tới cạnh tủ sắt, cúi xuống quan sát ổ khóa. Ổ khóa đã bị vỡ tung. Đứng lên, tôi nói: Cha không định báo cảnh sát à? Cha lưỡng lự, nhưng chắc gì cảnh sát tóm họ lại được đâu. Tôi lắc đầu, làm sao biết được. Nhưng dù sao, tổ chức cảnh sát vẫn rộng lớn hơn, hữu hiệu hơn. Nếu cha muốn lấy lại số tiền đó, thì con nghĩ tốt hơn là báo cảnh sát. Nhưng nếu báo cảnh sát, thì e rằng tên tuổi cha sẽ bị xúc phạm. Cha suy nghĩ kỹ xem sao. Cha chau mày suy nghĩ một lúc, rồi nói: Ừ, dù sao cũng không thể để lũ dâm loạn kia thoát được. Thế là tôi gọi cô Lan vào,
nhờ cô ấy đi báo. Chàng ngồi trên ghế tựa, yên lặng. Đôi mắt oai vệ ngày nào đã đầy nét nhăn. Người đã già, nhưng vẫn còn cương nghị. Thế nhưng, hình dáng hùng hồ của một nhân vật lẫy lừng, một thời hét ra lửa đã không còn. Suốt một thời trai trẻ ngang dọc, dọc ngang, để được gì? Một hiện tại trống rỗng. Dì Tuyết cuốn gói bỏ đi, Hảo lang bạt. Lũ con gái còn lại chẳng giúp ích được gì. Cha quả là người bi đát nhất thế giới. Đột nhiên cha thở dài. Tôi giật mình trở về thực tại. Cha đưa tay xoa những giọt mồ hôi trên trán, nói: cha định sẽ cho mẹ con một số tiền. Tiền còn lại sẽ dùng làm của hồi môn cho con. Bây giờ thì không còn gì nữa hết. Đánh bao nhiêu trận, vó ngựa tung qua bao nhiêu thành, chưa lần nào cha thất bại như lần này. Sự thất bại chua cay thật. Bị một con đàn bà dâm loạn đánh bại mới đau chứ. Tôi không nói gì cả. Một lúc cha tiếp: bây giờ con lấy gì để làm đám cưới? Tôi khó chịu. Cha, Thư Hoàn yêu con, muốn cưới con chứ đâu phải cưới tiền của cha. Họ đâu cần của hồi môn của con làm gì. Cha lắc đầu. Những người còn trẻ lúc nào cũng coi khinh đồng tiền, nhưng không có tiền lấy gì ăn. Câu nói của cha đưa tôi đối diện với sự thật. Nếu quả thật dì Tuyết vét hết tiền của, không chừa lại một cắc, thì gia đình này sẽ sống ra sao? Cha và Như Bình sẽ xử trí như thế nào? Còn Mộng Bình nơi bệnh viện nữa, tôi và mẹ làm sao đây? Vấn đề không phải dễ. Tiền bạc quả thật không đáng xem thường. Thiếu nó, đời sống sẽ chật vật khó khăn biết bao. Tôi đã có kinh nghiệm đắng cay về tiền bạc. Tôi hỏi: cha còn để tiền ở đâu nữa không? Ngân hàng? Cha lắc đầu: không, chỉ có một số nợ mười mấy ngàn đồng, nhưng nó đứng tên chứ không phải cha. Như vậy là muốn lấy lại cũng không phải dễ. Chuyện vay mượn là điều không tin cậy. Tôi tựa lưng vào tủ, đầu óc căng thẳng. Bây giờ phải làm sao đây? Dì Tuyết bỏ trốn, để lại khoảng trống to quá, tàn nhẫn thật. Cảnh sát đến điều tra và thẩm vấn. Họ xem xét tất cả cửa ngõ ra vào, vết cưa trên khung sắt. Họ hỏi cha về sự liên hệ giữa cha và dì Tuyết. Hỏi cô Lan, sau cùng là đến tôi. Cô là... tôi là Lục Y Bình, con ông Lục Trấn Hoa. À, viên cảnh sát thẩm vấn nhìn cha, rồi lại nhìn tôi. Thế bà Tuyết có phải là mẹ ruột cô không? Tôi lắc đầu, chỉ về Như Bình nói: không, bà ấy là mẹ của cô Như Bình. Viên cảnh sát đưa mắt nhìn sang, hỏi: vậy ra hai cô là chị em, một cha khác mẹ. Vâng. Viên cảnh sát tiếp tục phận sự: thế thì cô Y Bình, tối qua cô có nghe thấy tiếng động nào không? Tôi không ở đây. Sáng nay hay tin tôi mới đến. Viên cảnh sát chau mày: vậy thì cô ở đâu? Tôi vội nói địa chỉ nhà tôi. Cô lập gia đình chưa? Chưa. Vậy thì cô ở với ai? Ở với mẹ tôi. À, cô vẫn còn người mẹ ruột. Tôi cười. Không có mẹ thì tôi từ đâu chui ra đây? Viên cảnh sát thật nhẫn nại, tiếp tục hỏi: mẹ cô tên gì? Tôi bắt đầu khó chịu. Điều đó đâu có liên hệ gì đến vụ án này. Mục đích của chúng tôi là muốn tìm ra dì Tuyết, chứ ông hỏi tôi điều đó có dính dấp gì đâu. Không phải thế. Với bất cứ vụ án nào, chúng tôi cũng không thể bỏ qua một chi tiết nhỏ mà mình cảm thấy có liên hệ xa gần. Nhưng mẹ tôi đâu có thể nửa đêm nửa hôm đến đây mở khóa sắt lấy tiền bạc và bắt cóc dì Tuyết đi đâu. Viên cảnh sát nắm ngay câu nói: làm sao cô biết có người đến mở khóa sắt mà không phải là bà Tuyết hành động? Vì dì Tuyết đâu có đủ sức làm chuyện đó. Và lại, dì ấy cũng không có đủ dụng cụ. Như vậy, theo ý cô, phải có tòng phạm bên ngoài. Tôi nghĩ thế. Thế cô có thể cung cấp cho chúng tôi một chút tài liệu không? Viên cảnh sát thẩm vấn quét tia mắt sắc bén sang tôi. Tôi quay nhìn cha. Cha có vẻ khó chịu. Bao nhiêu giằng co căng thẳng tâm trí tôi. Có nên nói ra không? Nói ra có hại cho cha không? Nhưng không nói thì dì Tuyết và số tiền kia sẽ không bao giờ hy vọng lấy lại được. Tôi còn do dự.
thì cha lên tiếng. Y Bình, con còn muốn giữ bí mật của tên khốn nạn đó à? Thế này thì nói ra cho rồi. Tôi quay sang viên cảnh sát. Vâng, tôi hiểu được một chút. Gã đàn ông tòng phạm của dì Tuyết tên là Ngụy Quang Hùng, ở đường Trúc Lâm, làng Trung Hòa. Nếu tìm được hắn, tôi nghĩ sẽ không khó lắm trong việc tìm bà Tuyết. Viên cảnh sát lật sổ nhật ký ra ghi chép, xong ngẩng mặt lên nhìn tôi cười. Tôi nghĩ là với chi tiết cô vừa cho, việc khám phá ra thủ phạm không khó khăn lắm. Riêng về sự liên hệ giữa tên Ngụy Quang Hùng và bà Tuyết, cô có biết rõ không? Tôi cắn môi, cũng không rõ lắm. Nhưng nếu tìm không được bà Tuyết ở địa chỉ trên, thì ông thử đến bệnh viện ở Dương Trung Sơn xem. Cô con gái của bà ấy đang nằm dưỡng bệnh ở đấy, biết đâu bà ấy chẳng đến thăm. Viên cảnh sát lại ghi chép luôn tay và hỏi thêm mấy câu nữa mới chịu ra về. Cha vẫn yên lặng. Khi viên cảnh sát đã ra về, người mới lên tiếng. Chắc chắn bà ấy không đến thăm Mộng Bình đâu. Sao cha biết? Bà ấy không nghĩ đến Như Bình thì Mộng Bình có nghĩa lý gì? Cha bỏ về phòng. Tôi ngồi lại nhìn Như Bình. Nàng đang dấm dứt khóc. Lúc gần đây, bao nhiêu bão tố chụp vào người nàng, từ cái thất tình cho đến việc ra đi của mẹ. Như Bình gầy và xanh xao nhiều. Tôi không muốn quấy rầy nàng, nhưng tôi có một thắc mắc không thể không hỏi được. Như Bình, hai ngày qua dì Tuyết có nhờ Như Bình đưa thư cho ai không? Như Bình gật đầu. Tôi hỏi tiếp, đưa thư cho ai vậy? Như Bình cúi đầu xuống, ấp úng. Đưa cho một người ở tiệm cà phê trong một ngõ hẻm nhỏ ở đường Thành Đô. Có phải người đàn ông đó gầy gầy không? Vâng. Làm sao Như Bình biết người đó? Mẹ tôi có đưa cho tôi xem bức ảnh để nhận ra mặt người. Bức ảnh đó Như Bình còn giữ không? Gương mặt Như Bình đầy nét sợ sệt. Y Bình định đưa cho cảnh sát à? Có lẽ. Như Bình nắm lấy tay tôi, bàn tay nhớp nháp mồ hôi của nàng run rẩy. Như Bình van xin. Y Bình, tôi thấy những lời Y Bình cung cấp cho cảnh sát ban nãy cũng đầy đủ lắm rồi. Nhưng tôi muốn cảnh sát phanh phui được vụ án sớm. Nhưng nếu mẹ tôi bị bắt, người có bị tù không? Có thể lắm chứ. Bàn tay Như Bình siết chặt tay tôi. Y Bình, Y Bình tha cho mẹ tôi đi. Tôi đứng dậy. Như Bình, hãy suy nghĩ kỹ xem. Mẹ Như Bình lấy hết tiền bạc bỏ đi mà không hề nghĩ rằng Như Bình và Mộng Bình sẽ khổ sở biết bao khi không có mẹ, không có tiền bạc. Như vậy, bà ấy có tròn trách nhiệm làm mẹ không? Tại sao Như Bình lại còn muốn che chở cho bà ấy? Nhưng mẹ tôi cũng không sống được nếu ở lại đây. Cha có tha cho mẹ đâu. Lúc bà ấy bỏ trốn, bà ấy có báo trước với Như Bình không? Không. Mẹ tôi bỏ đi lúc nào tôi cũng không biết. Cô Lan là người đầu tiên hay chuyện đó. Như Bình lại cúi xuống ôm mặt khóc tức tưởi. Mẹ tôi giận tôi. Mẹ tôi bảo tôi là đồ vô dụng vì tôi để mất Thư Hoàn. Hai tiếng Thư Hoàn vừa thoát ra khỏi miệng là Như Bình khóc không thành tiếng nữa. Tôi thẫn thờ nhìn chiếc lưng run rẩy từng nhịp theo tiếng nấc. Trông nàng tội nghiệp làm sao. Thật ra nàng không xấu. Nàng yếu đuối như con sên trong chiếc vỏ cứng. Bây giờ chiếc vỏ đã bể, vũ trụ như sụp đổ. Nếu dì Tuyết không tàn nhẫn, nếu cha không cho tôi ăn trận đòn nhục nhã, thì có lẽ... Thư Hoàn, quá khứ như một khúc phim quay lại trước mắt. Tôi bàng hoàng trước sự thật. Rốt cuộc rồi, sự trả thù của tôi chỉ giúp dì Tuyết trùng phùng với người yêu, chỉ làm cha khổ hơn. Giữa lúc Như Bình khóc lóc thảm thiết, tôi đang suy nghĩ không ngừng, thì có tiếng chuông cửa reo vang. Tôi vẫn ngồi yên. Cô Lan bước ra mở cổng. Qua cửa kính, tôi thấy Thư Hoàn hấp tấp bước nhanh vào. Tôi chạy ra. Thư Hoàn hỏi, sao, có chuyện gì đó? Vừa đến nhà em nghe nói đằng này có chuyện gì, nên anh chạy ngay đến. Chuyện gì thế em? Không có chuyện gì quan trọng. Dì Tuyết đã vơ vét tiền bạc trốn mất rồi. Thư Hoàn chau mày. Thế à, bao nhiêu tất cả? Tôi cười buồn. Hết tài sản. Thư Hoàn bước vào phòng khách. Như Bình đưa mắt lên nhìn, đôi mắt đẫm lệ. Tôi đứng nép một bên,
tim đập nhanh. Từ khi Thư Hoàn trở về với tôi, họ không còn gặp nhau. Bây giờ, một chút ghen tuông nhen nhúm trong tim. Tôi lạnh lùng quan sát họ. Thư Hoàn thẫn thờ bước tới. Như Bình ngước đôi mắt đau thương. Họ nhìn nhau như đôi tình nhân xa cách lâu ngày vừa gặp lại. Như Bình, Thư Hoàn gọi. Như Bình run rẩy, sự im lặng bao trùm. Một lúc tôi nghe Hoàn nói: Như Bình tha lỗi cho tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng làm một cái gì để bù lại lỗi của mình. Chàng nói một cách thành khẩn, tha thiết. Như Bình vẫn ngồi bất động. Rồi đột nhiên cô nàng nấc lên, đứng dậy bỏ chạy về phía hành lang. Hoàn đuổi theo, tôi cũng đuổi theo. Như Bình chạy vào phòng riêng đóng ầm cửa lại. Tiếp theo đó, tôi nghe có tiếng khóc nức nở vang ra từ bên trong. Thư Hoàn đứng bên ngoài, đưa tay lên đập cửa và gọi: Như Bình. Tiếng Như Bình bên trong nói ra: Anh đi đi, đừng đến đây nữa, để mặc tôi. Như Bình, để mặc tôi, đi đi. Thư Hoàn định nói thêm, nhưng tôi đã bước tới, đặt tay lên tay chàng. Anh cứ để cô ấy nghỉ. Thư Hoàn quay mặt lại. Đột nhiên chàng đẩy tôi ra. Y Bình, em đã khiến anh trở thành người phạm tội. Chàng lại trách tôi. Tôi bỏ đi về phía phòng cha. Hoàn đuổi theo. Tay chàng vòng ngang lưng tôi và đặt một nụ hôn bất thần lên môi tôi. Y Bình, thôi thì chịu vậy, chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục. Tôi cười buồn. Anh có đến muốn thăm cha em không? Chúng tôi bước về phía phòng cha. Nhìn thấy Thư Hoàn, ông gật gù. Tôi đã nghe tiếng cậu. Hoàn bước tới, hỏi han: Bác có cần cháu giúp việc gì không? Có. Cậu làm ơn bắt con dâm phụ kia lại cho tôi, để tôi chặt đầu nó. Thư Hoàn miễn cưỡng cười. Sợ cháu làm không nổi, thôi thì bác bỏ qua đi. Mất người đàn bà như vậy đâu có gì để mà tiếc. Nhưng nó ôm cả tiền hồi môn của con Y Bình đi sạch rồi. Cậu chịu cưới một cô vợ nghèo mạt dẹp à? Thư Hoàn lắc đầu. Thưa bác, tiền bạc không nghĩa gì cả. Chúng con còn trẻ, chúng con có thể tạo ra được mà. Cha im lặng một chút, gật gù. Cậu khá, nhưng đừng lớn lối như thế. Tương lai sẽ chứng tỏ khả năng của cậu. Cho cậu biết, nếu sau này cậu để con Y Bình nhà tôi khổ sở, thì cậu biết tay tôi. Tôi nói: Thưa cha, con không sợ khổ. Cha nhìn tôi, rồi nhìn Thư Hoàn. Được rồi, tao sẽ mở to mắt ra để xem chúng mày. Có điều chúng mày còn trẻ, thì hãy ráng tạo một tương lai vững bền. Bây giờ thì hãy để tôi nghỉ một lúc. Trông cha tiểu tụy thật tội. Tôi định nói mấy câu, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Người mà bấy lâu nay không chịu là mình già bây giờ đã phải thú nhận. Mái tóc hoa dâm của người là cả một sự thật chứng minh hùng hồn nhất. Tôi nghĩ tới thời oanh liệt của người. Một người một ngựa giữa chốn ba quân, vang danh bờ cõi. Thế mà tới ngày xuống dốc, người đã tàn tạ như thế. Tôi và Thư Hoàn bước ra khỏi phòng, đi ngang qua bếp. Tôi đưa cho cô Lan 40 đồng bạc, dặn dò cứ nấu nướng như thường lệ cho cha. Tôi biết rằng trong hoàn cảnh này, nếu tôi không đích thân lo lắng thì sẽ không ai lo cả. Bước ra cổng, nhìn hai cột trụ đỏ chói, lòng tôi dâng lên bao nỗi xót xa. Thư Hoàn nói: Cha em bây giờ yếu quá. Vâng, bao nhiêu chuyện dồn dập, làm sao cha chịu nổi. Thư Hoàn lắc đầu. Gia đình của em thật rắc rối, không hiểu rồi việc sẽ đưa tới đâu. Tôi quay đầu lại. Đám mây đen đang phủ trên nền trời, nơi nóc nhà. Mưa gió sắp đến, trận mưa đầu mùa hạ. Tôi lo lắng, tưởng chừng như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Siết chặt tay Thư Hoàn, tôi nói: Anh Hoàn, bây giờ em không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Không phải chỉ có mình em, mà hầu như cả thế giới này đều như thế. Có lần anh đã mắng em là tàn nhẫn, hư đốn và khó chịu. Có thật em là con người như vậy không? Hoàn đứng yên nhìn tôi. Một lúc chàng nói: Không, em là người ngoan ngoãn, dễ thương và hiền lành. Thật không? Thật. Chúng tôi tiếp tục bước. Mây đen tụ lại thật nhanh. Bầu trời bắt đầu mát.
sấm chớp vang một góc trời. Chúng tôi bước nhanh. Đột nhiên tôi có một cảm giác ly biệt. Tôi tưởng chừng như thân mình bị chẻ làm đôi. Một nửa đang gắng sức chạy nhanh về phía trước, một nửa ở lại. Và phần nào mới chính là con người hiền lành của tôi. Sau cơn mưa to, trời bắt đầu mát. Tôi bồn chồn tới lui trong phòng. Ánh nắng cuối cùng của một ngày nằm yên bên cửa. Những đóa hoa vàng trên cây mỹ nữ nở rộ. Tựa vào màn cửa, tôi muốn tâm hồn mình lắng xuống, nhưng không được. Dì Tuyết, người đã cướp hết tiền của cha bây giờ đang ở phương trời nào? Có lẽ đang sống một đời sung túc, nhàn hạ bên người tình. Còn cha tôi, chỉ còn một căn nhà trống rỗng. Tội thật. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, đột nhiên một tia sáng lóe ra trong đầu. Tôi vội mang giày vào. Mẹ, con đi một chút nhé mẹ. Đi đâu? Mẹ đuổi theo, nhưng tôi đã bước ra đến cổng. Hơi đất bốc lên sau cơn mưa thật khó chịu. Tôi bước vội về phía đồn cảnh sát gần nhà cha, đẩy cửa bước vào. Thật may, tôi gặp ngay viên cảnh sát đã thẩm vấn tôi ban sáng. Vừa ngồi xuống, tôi nói nhanh. Quý vị đã tìm được tung tích của bà Tuyết chưa? Chưa. Đến đường Trúc Lâm thì chúng tôi được tin tên Ngụy Quang Hùng đã đi đâu 3-4 hôm rồi. Bây giờ chúng tôi đang tiếp tục điều tra đây. Tôi hơi thất vọng nhưng nói ngay. Hồi sáng tôi quên không cho quý vị hay là tên Ngụy Quang Hùng có chiếc xe hơi màu đen. Số xe là 1032. Đồng thời tên này cũng là một tên chuyên sống bằng nghề buôn lậu. Thế à? Câu nói của tôi khiến viên cảnh sát tư pháp lưu ý. Những người khác lập tức vây quanh tôi. Cô làm ơn cho chúng tôi biết thêm một số chi tiết. Tôi nuốt nước bọt và đem tất cả những điều mình nghe lỏm được trong tiệm cà phê để kể hết cho họ nghe. Đồng thời tôi còn tả hình dáng của Ngụy và cả người bạn của hắn có giọng nói ồ ề. Viên cảnh sát gật đầu. Cảm ơn cô. Như thế vụ án này không có gì khó khăn cho lắm. Chúng tôi sẽ khám phá ra không lâu đâu. Tôi không mong vụ án bị lôi ra ánh sáng, mà chỉ mong tìm được dì Tuyết, người đàn bà không có trái tim. Ngày hôm sau, lật báo ra, ngay trang tin tức, tôi đọc thấy hàng chữ lớn. Khi ông tướng hết thời, vợ cuỗng tiền trốn mất, chỉ còn biết báo cảnh sát. Tôi thở dài. Một người thê đàn thiếp đống, tiền rừng bạc biển, bây giờ tình tiền gì cũng vỗ cánh bay xa. Một con người từng ngang dọc giang hồ, khắp nước biết tiếng, bây giờ bị một con đàn bà làm héo hon, chỉ còn lại một lão già dở điên dở khùng. Tất cả như một giấc mộng buồn. Ngồi ở thành giường, tôi đọc tiếp. Cũng may là báo chí còn nể không viết tên thật của cha ra, chỉ dùng ba chữ ông L.C.H. Bài tường thuật không sai lắm. Bên dưới có thêm một đoạn ngắn phớt sơ qua tiểu sử của cha. Xem xong, tôi lặng lẽ đưa cho mẹ. Mẹ thở dài. Không ngờ cha con bây giờ lại xuống tới nước này. Đúng ra trước khi rước dì Tuyết về, cha con phải nghĩ tới hậu quả của nó chứ. Mẹ lại đem tư tưởng nhà Phật ra thuyết giảng. Cha con làm nhiều điều ác quá nên phải nhận cái quả như vậy. Tôi bực mình. Thôi, đừng nhắc đến trời Phật gì cả. Mẹ có ở ác với ai đâu mà suốt đời mẹ vẫn khổ thế. Cơm sáng xong thì Hoàn đến. Chúng tôi bàn với nhau đến đằng ấy thăm cha. Vừa định đi thì có tiếng gõ cửa. Hoàn bước ra, tôi trông thấy chiếc xe ba gác với mấy người công nhân. Họ nói gì với Hoàn mà khoa tay múa chân. Tôi hỏi, chuyện gì thế anh? Cha em có nói gì đến việc tặng em chiếc dương cầm này không? Tôi suy nghĩ một chút nói, hình như cha có bảo sẽ tặng em một món quà. Không lẽ đó là chiếc dương cầm này à? Đang nói thì mấy người thợ đã ỉ ạch khuân chiếc đàn vào. Tôi vội hỏi, xin lỗi, ông nào ở đây đại diện cho hãng? Một người mặc áo trắng trông sạch sẽ bước tới. Cô có phải là cô Lục Y Bình không? Vâng. Thế thì đúng rồi. Người đại diện vội ngoắc tay ra hiệu cho mấy ông công nhân khuân đàn vào nhà. Tôi nghĩ đến cha, bây giờ không có một cắc bạc trong tay, làm sao trả tiền cây đàn? Nguy thật. Tôi vội hỏi,
xin ông làm ơn cho biết cây đàn này đã trả tiền chưa? Trả xong rồi, đã thanh toán từ tuần trước, nhưng vì chúng tôi còn phải khắc chữ, phải thử tiếng, nên đưa đến hơi muộn. Đám thợ đã khuân đàn qua khỏi bậc thềm. Tôi nghĩ đến tình trạng sắp tới của đàn ấy và tôi. Sự sống còn quan trọng hơn cả cây đàn. Lúc trước, đôi chục ngàn cha tôi nào có xem ra gì. Nhưng bây giờ, số tiền ấy không còn ít ỏi nữa. Nhìn người đại diện, tôi hỏi, cây đàn này giá trị bao nhiêu? 22 ngàn. Đám công nhân sắp sửa đưa đàn vào góc nhà, tôi vội ngăn lại, khoan đã. Rồi quay sang ông đại diện, nếu bây giờ tôi gửi trả đàn lại cho ông, tôi chịu lỗ, chỉ nhận lại 20 ngàn thôi, ông nghĩ sao? Người đại diện lắc đầu, bước tới lật nắp đàn lên, nói, đàn đã khắc tên cô rồi, làm sao chúng tôi nhận lại được? Và lại, hãng chúng tôi có quy lệ là hàng ra khỏi cửa thì không thể nhận trả lại. Tôi nhìn hàng chữ trên nắp đàn, cho con gái yêu thương của tôi, Lục Trấn Hoa. Nét chữ khắc thật thanh nhã, đàn được đánh vét ni láng bóng, một món quà tuyệt vời. Tôi bước lui ra sau để những người thợ làm phận sự của họ. Để đâu đây cô? Tôi giật mình trở lại thực tại. Gian nhà hẹp quá, để chiếc đàn không hợp chút nào. Tôi đề nghị mấy ông thợ mang vào phòng tôi. Bàn và ghế bên trong được đưa ra phòng ngoài. Khi đám thợ ra về, mẹ, Thư Hoàn và tôi chỉ còn biết đứng lặng trước tặng vật quý giá này. Chuyện buồn đằng kia mới xảy ra chưa ngã ngũ thì tôi lại nhận được quà. Tiếu lâm thật. Mẹ đưa tay sờ hàng chữ trên nắp đàn. Đột nhiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trên má mẹ. Tôi hoảng hốt, mẹ làm sao vậy? Mẹ lau nước mắt, nhìn tôi với nụ cười buồn. Không có chuyện gì cả con ạ. Người ngồi xuống ghế, bàn tay lướt nhanh trên phím ngà, tiếng đàn vọng lên thánh thót. Tôi ngạc nhiên, mẹ, mẹ cũng biết đánh đàn nữa à? Mẹ cười, con quên rồi sao? Lúc xưa mẹ và chị Tâm Bình của con hợp tấu với nhau luôn. Vâng, tôi đã quên rồi, vì lúc bấy giờ tôi còn nhỏ quá. Mẹ bắt đầu dạo bản nhạc thật xưa, long long ago. Những ngón tay quen thuộc lướt mau, mắt người nhìn xa vời như không còn dính dáng gì đến cuộc đời buồn khổ này. Bản nhạc này tôi thuộc lòng, lời nhạc trải chuốt. Hãy nhắc đến chuyện xưa, những ngày mật ngọt, tình chẳng quên người. Hãy hát bản nhạc xưa, bản nhạc xa vời năm cũ. Tôi không bao giờ quên, tôi vẫn đợi chờ. Tôi không bao giờ quên, dù lâu ngày anh đi phiêu lãng. Vì tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ quên chuyện ngày qua. Còn nhớ ngày gặp nhau, những ngày đầu tháng 3 làm sao quên được. Hoa thơm trong gió mát, hai đứa mình yêu nhau. Tình thắm môi hồng, tôi cười anh lặng ngắm. Chuyện cũ qua rồi, lòng buồn như lá mùa thu. Tim tôi lai láng, tình xưa khó quên. Bao ngày phiêu bạt anh đi phương nào. Bây giờ cách xa anh chẳng buồn sao. Mong anh trở về để tim tôi hòa nhạc. Ngày tháng tươi cười rồi sẽ trôi qua mà lòng vẫn nhớ. Anh hãy trở về, đừng tiếc chi ngày tháng phiêu bồng. Tiếng hát tôi vừa dứt thì tiếng nhạc cũng tan dần. Mẹ quay đôi mắt mờ lệ sang nhìn tôi và Hoàn. Nụ cười héo hắt trên môi, chúng tôi vẫn đứng yên. Mẹ nói làm, tiếng đàn nghe thích thật. Tôi nói, bản nhạc hay quá, mẹ đàn lại một lần nữa đi. Mẹ lắc đầu đứng dậy, người vuốt ve thành đàn, xong quay sang bảo tôi, Y Bình, ý của con hay lắm, cây đàn này là một vật xa xỉ, con lại không biết đánh đàn, gia đình bên cha còn lại đang gặp cảnh túng quẫn, vậy thì bán phứt nó đi. Tôi nằm dài trên đàn, bây giờ thì con không muốn bán nữa rồi. Mẹ thích nó thì con phải để lại, còn vấn đề tiền bạc con sẽ có cách lo liệu. Thư Hoàn cũng nói, đúng thế, hãy giữ đàn lại. Con biết Y Bình cũng thích đàn lắm, vấn đề tiền bạc không khó giải quyết đâu. Tôi chen vào, nhưng anh đừng tưởng tôi chịu xài tiền của anh đâu nhé.
Thế lúc em đã là vợ anh rồi, em cũng không xài tiền anh à? Anh làm gì có tiền, tiền này là của cha anh mà. Em đừng quên là anh đã đi làm, anh đã kiếm được tiền rồi nhé. Tôi sực nhớ ra hỏi, thế còn chuyện xuất ngoại, chuyện học bổng của anh thì thế nào? Hoàn cho biết đại khái, anh vừa xin được một học bổng toàn phần. Tôi mừng quá, nhảy lên. Thế à, sao anh không cho em biết sớm? Định nói thì nhà em lại gặp chuyện lộn xộn. Bây giờ anh đang xin triển hạn, để năm sau mới xuất ngoại. Như vậy lấy nhau xong, chúng ta còn đến hơn một năm sống bên nhau. Mẹ ngồi tựa lưng vào đàn, không hiểu người đang nghĩ gì. Nhìn những hàng chữ khắc trên đàn, tôi sực nhớ đến cha. Thế là chúng tôi xin phép mẹ để đến đằng kia. Thư Hoàn bảo tôi, gia đình em phức tạp thật, mỗi người là một bí mật. Thí dụ như mẹ em, anh nghĩ cuộc đời tình ái của người chắc cũng thăng trầm lắm. Tôi nghĩ ngợi một lúc nói, anh nói cũng đúng. Vì có lần mẹ em bảo ngày xưa mẹ đã yêu tha thiết một người. Chúng tôi yên lặng bước bên nhau. Tôi nghĩ đến mối tình của mẹ trước khi lấy chồng. Mối tình kia đã bị cha làm tan vỡ. Nghĩ đến cha, một người suốt đời phá hoại cuộc đời đàn bà, đến bây giờ phải lâm vào cảnh cô độc, bị đàn bà bỏ rơi. Dì Tuyết bỏ đi rồi, cuộc sống sẽ ra sao? Còn Mộng Bình trong nhà thương, Hảo sống phiêu bạt. Tất cả những câu hỏi đầy ắp trong đầu. Mãi đến lúc Thư Hoàn thúc tay vào người, tôi mới giật mình trở về thực tại. Thư Hoàn chỉ về phía trước. Y Bình, hình như có chuyện gì kìa em. Cửa nhà cha rộng mở, tôi thấy mấy ông cảnh sát tấp nập tới lui. Tôi nói, có lẽ có tin tức của dì Tuyết rồi. Tôi kéo Hoàn bước ngay về phía cổng. Một ông cảnh sát chặn lại. Cô là ai? Ông cảnh sát này khác ông hôm qua. Tôi nói, tôi là Lục Y Bình, con gái ông Lục Trấn Hoa. Ông cảnh sát nghi ngờ. Cô đi đâu nãy giờ? Tôi không ở đây. Cô không ở đây à? Trời, không lẽ bắt tôi phải giải thích dòng dài nữa à? Nhìn áo trong, tôi chau mày hỏi, ông làm ơn cho tôi biết có chuyện gì thế? Cô Như Bình là gì của cô? Là chị em, một cha khác mẹ của tôi. Viên cảnh sát chậm rãi. Hồi 8 giờ sáng nay, cô ấy đã tự tử bằng khẩu súng lục. Tôi quay lại nhìn Hoàn. Bất chợt, đầu tôi như vỡ tung, để lại một khoảng hư vô tê dại.